Anh, hôm nay thì chúng ta sẽ đến với chủ đề liên quan tới việc là chúng ta sẽ sử dụng mạng 3G hoặc là 4G để chúng ta sẽ triển khai đối với cái hạ tầng mạng khi mà chúng ta sẽ kết nối đối với cái hạ tầng mạng dành cho cảng biển hoặc là logistics hoặc là các khu vực hiện tại liên quan tới đồi núi, những khu vực mà chúng ta sẽ không thể nào chúng ta sẽ đi cáp quang hoặc là các kết nối có dây. Vậy thì trong những series trước là mình có trao đổi với chúng ta trực tiếp về việc là chúng ta sẽ định tuyến, chúng ta sẽ xây dựng một số tính năng trên hạ tầng mạng. Ở đây là mình đề cập chúng ta liên quan tới việc hạ tầng mạng có dây. Vậy thì bây giờ bạn trong tình huống chúng ta muốn xây dựng được một hệ thống mạng giám sát, ví dụ chúng ta muốn xây dựng được một hệ thống giám sát dành cho các xe container này, dành cho các xe khách này, mà cái điều kiện nó ra rằng nó phải bật, tức là thiết bị phải kết nối 24/7 và có thể truyền được toàn bộ dữ liệu đó về tại hạ tầng trung tâm. Và thì lúc này bây giờ bạn nó sẽ đưa ra chúng ta một tình huống rằng nếu mà chúng ta đi, chúng ta việc là chúng ta sẽ kéo cái sợi dây quang vào từng xe khách thì không thể nào cái xe khách nó chạy được, bởi vì cái sợi dây quang là thường là chúng ta sẽ kéo cố định. Cho nên lúc này bây giờ bạn sẽ đưa ra chúng ta một tình huống rằng chúng ta sẽ phải xử lý cái việc đó bằng cách là chúng ta sẽ sử dụng cái mạng viễn thông để chúng ta sẽ truyền dữ liệu. Vậy cái bản chất trong hôm nay bạn là chúng ta sẽ biến cái kết nối mạng 3G 4G trở thành một cái kết nối giống như thể là một kết nối cáp quang vậy, và sẽ biến cái tuyến nó trở thành một cái tuyến đường dẫn để truyền toàn bộ cái dữ liệu hiện tại chúng ta đang có về cái nhà điều hành chúng ta để chúng ta sẽ thực hiện việc giám sát. Và thì cái nội dung này bạn đã được ứng dụng rất nhiều các mô hình xe khách. Nhìn chung bạn, đối với những cái dự án của EVN thực tại đã được thực hiện và triển khai trên thực tế bạn, đối với các mô hình dành cho logistics, các mô hình dành cho kho bãi này, các mô hình dành cho nhà máy thủy điện này, các khu vực dành cho những công trình xa xôi, đặc biệt là các công trình dàn giáo ở ngoài xa, tức là ngoài biển bạn. Thì lúc này bây giờ bạn, việc mà triển khai cái hạ tầng mà sử dụng mạng viễn thông để truyền dữ liệu được xem là một trong những cái mạng phổ biến và sử dụng rất nhiều trong thực tế. Và trong đây bạn là mình sẽ đề cập chúng ta liên quan tới việc là chúng ta sẽ kết nối cái mạng viễn thông về hạ tầng logistics bằng cách là chúng ta sử dụng các sim hiện tại đang có thị trường. Và đây là đó bạn, đây là chiếc sim hiện tại mình đang sử dụng đối với nhà mạng local. Đây là nhà mạng mới hiện tại đang liên danh với MoiPhone. Và thì lúc này bây giờ bạn là mình sẽ sử dụng chiếc sim này với đây là hạ tầng, đây là bộ kết nối 3G 4G của Mintic, đây LHG bạn, đây LHG và cái bộ thiết bị này hiện tại mình hỗ trợ trên công nghệ LTE6, tức là cho phép ta sử dụng tổng hợp sóng mang để truyền lại sử dụng được một ngưỡng băng thông cao hơn nhiều so với việc là chúng ta sẽ sử dụng đối với những cái tiêu chuẩn trước đây. Và thì đây là thiết bị hiện tại mình đang có, và thiết bị này hiện tại bây giờ nó sẽ khác biệt. Đây là những thiết bị được thiết kế để đặt ở trên những cái trụ nơi mà khu vực không có sóng, tức sao giả sử bây giờ em nói rằng em ra ngoài khơi hoặc là em lên núi, cái khu vực em lên núi thì đối với trường hợp hiện tại bây giờ chúng ta triển khai bạn, có những khu vực mà không có sóng luôn. Và bạn hình dung xem bên cái video hôm trước bạn là mình cái đề cập ta bên video bên này bạn nhìn này, thì nó có một cái video mà mình đã hướng dẫn ta về vấn đề là chúng ta nhìn thấy thực tế được là cái điện thoại không có sóng, nhưng mà cái bộ này nó cho phép nó mang lại chúng ta cái thông lượng internet lên tới 80 MB, đôi khi lên 90 MB, 100 MB các bạn. Đây là một điều rất hay. Cho nên đối với trường hợp này, nếu mà chúng ta sử dụng ở những khu vực không có sóng thì cái việc mà chúng ta sử dụng những bộ thu sóng này được xem là một trong những lựa chọn tuyệt vời để chúng ta sẽ triển khai hệ thống internet mà không cần phải sử dụng cáp quang. Đây là một lợi thế. Vậy giả sử trong trường hợp bây giờ em nói này, em muốn đi và em sử dụng trên xe của em, xe khách, thì chắc chắn nó di chuyển trên những cung đường và chắc chắn những khu vực nó sẽ có sóng. Thì đối với trong trường hợp này bạn là bạn có thể sử dụng những dòng sản phẩm của Mintic, ví dụ như dòng hiện tại bây giờ mình đang có là LTAB. Đây là bộ thiết bị này hiện tại mình đây. Đây chính xác là bộ thiết bị này. Và bộ thiết bị này được gắn xe bạn đây. Đây là thiết bị được gắn xe, cho phép chúng ta sẽ mở rộng các anten. Và thì cái bộ thiết bị nó có một cái đặc trưng bạn, so với cái thiết bị này là thiết bị sẽ có một sim, trong khi đó thiết bị sẽ có hai sim. Đây bạn, đây là thiết bị 2 sim và cho phép chúng ta sẽ gắn, và chúng ta sẽ gắn trên xe hơi, gắn trên các phương tiện di chuyển, và cho phép chúng ta sẽ chuyển đổi dự phòng giữa các sim với nhau. Đây là được xem là một trong những đặc trưng, giả sử trong trường hợp mà chúng ta di chuyển vào trong cái khu vực mà đã không có sóng của nhà mạng này thì sẽ có sóng của nhà mạng khác, và lúc này cái lưu lượng nó sẽ đổ thẳng về nhà mạng viễn thông, sẽ đổ về hạ tầng trung tâm ra. Và trong những cái series sau bạn là mình sẽ demo ra đây sẽ là hạ tầng trung tâm. Đây một số bạn nói là đâu bây giờ anh Trang xem cái hạ tầng trung tâm nó như nào, thì đây bên phải mình đây là hạ tầng trung tâm, đây là một hạ tầng trung tâm cực mạnh bạn. Đây chính xác là hạ tầng trung tâm mà hiện tại bây giờ là mình đang có bạn. Đây hạ tầng này bao gồm có là một bộ định tuyến CCR 103 1012, đây sẽ là một bộ chuyển mạch trung tâm CRS 37, đây sẽ là hai bộ chuyển mạch nhánh CRS 364G, và trên này sẽ là một bộ chuyển mạch trung tâm dành cho vùng. Và thì cái bản chất cuối cùng của mình là sao? Bộ định tuyến này mình sẽ có hai đường internet, và nhiệm vụ chính chúng ta làm sao kết nối hết những cái ông này,
những cái ông này này. Chúng ta làm sao chúng ta kết nối hết từ những ông này về hạ tầng trung tâm thông qua một cái gì đó để làm sao để chúng ta giám sát. Vậy thì cái đặc trưng khi mà chúng ta triển khai đối với những hệ thống này là nó yêu cầu chúng ta cần phải gì đối với hệ thống mạng không dây. Đây, nói chung là nói với hệ thống mạng không dây thì chúng ta sẽ chia thành hai loại. Đó là mạng không dây dành cho viễn thông và mạng không dây dành cho mạng di động. Viễn thông di động và một cái mạng không dây là dành cho các thiết bị dân dụng, ví dụ mạng wifi chúng ta. Mạng wifi chúng ta được xem là một trong những mạng không dây, mạng viễn thông cũng được xem là một trong những mạng không dây. Vậy cái đơn giản nhất và cái quan trọng nhất khi mà chúng ta triển khai mạng không dây là vấn đề về điều chỉnh sóng. Đấy mới là một vấn đề quan trọng. Mà thực tế mà nói bạn, khi mà triển khai wifi bạn, cái mạng không dây đơn giản nhất là mạng wifi, khi triển khai wifi mà lên tới vài bộ sóng này gần như là mình không tìm thấy cái ông nào mà ông đưa ra cái thông tin về sóng sánh. Ví dụ bây giờ mình nói đơn giản bạn, triển khai wifi cho một mặt sàn nhiều ông phân phối lắm, có nhiều cái ông mình nói luôn bạn, có rất nhiều ông phân phối thiết bị, có thể ông đó ông phân phối cả trăm sản phẩm, 100 thương hiệu, nhưng tính hóa ra bạn khi triển khai không thấy hết. Và lúc này bây giờ cái đơn giản nhất là khi mà gặp cái vấn đề, bạn gặp vấn đề thì nó mới lòi ra được chúng ta là cái cách xử lý. Và lúc này chúng ta quay lại, cố gắng chúng ta sẽ đi quay lại ngược về cái vấn đề triển khai trước đây thì không thấy thông tin hết. Rất hay, tức là như này, đây giả sử đây bạn, đây là một bộ sóng, người ta ghi này, bộ phát sóng này hỗ trợ 256 user. Vậy thì lúc này đem triển khai trong một hội trường 500 thiết bị, hai bộ sóng, ông nào triển khai? Ông nào mà đem cái đó triển khai vào bạn, là lúc này mình thấy rất hay là cái mạng đó mà nó ổn định hoạt động được mới hay. Trên lúc này bây giờ bạn, khi mà chúng ta nhìn thấy được cái hậu quả thì quay lại về cái nguồn gốc thì ta phải phát hiện ra được đây là một đơn vị không phải là một đơn vị thực sự có năng lực. Tức là họ vận hành trên cơ sở là cứ thấy bắt chước ráp vô, xong rồi kêu một số đội là ngồi cấu hình xong chạy. Nhưng tá quả ra cái khi mà triển khai bạn mà nó thất bại đi thì lúc này ông phân phối sẽ đưa ra thôi bây giờ anh bổ sung thêm vài bộ sóng nữa. Bổ sung vô nhưng mà cơ sở đâu anh bổ sung, không thấy. Thì người ta mới nói là hai bộ sóng ban đầu thì nó hơi yếu, thôi giờ anh bổ sung thêm hai bộ đi. Mà anh bổ sung hai bộ nữa, nó vẫn bị nữa. Thì lúc này bây giờ như nào? Thì lúc này cái ông khách hàng cuối vẫn xem được xem là cái ông mà đang gặp cái khó khăn nhất chứ không phải ông phân phối. Mà ở Việt Nam mình là mấy ông phân phối đặc biệt, bởi đây mình nói luôn bạn là mấy cái nhà phân phối Việt Nam mình bán rất hay. Bán cả đã xong, ký hợp đồng xong, chuyển khoản xong bạn là bắt đầu là nhiệm vụ. Ngay liền cắt hết bộ nhiệm vụ. Ví dụ vừa rồi bạn là mình có thực hiện cái là bảo hành về một thiết bị. Tức là bên MVN thực hiện bảo hành về một thiết bị. Cái thiết bị đó bạn là mua bên nhà phân phối A. Khi mà cài đặt cấu hình xong bạn, lúc này test ra bạn nó không lỗi. Và sau đó là ông nhận thiết bị bảo hành, ông nhà phân phối ông nhận thiết bị bảo hành xong, ông trả về ông khách hàng. Ông gửi lên, xong trả lên trả qua trả lại hoài, cuối cùng 5-6 lần tốn một đống chi phí bạn, nói cùng chung quay đi quay lại hết bạn, thiết bị vẫn lỗi. Và lúc này bây giờ nó có một cái nhiệm vụ đưa ra rằng cái ông mà ông phân phối ông không có biết cái vấn đề về bảo hành, không biết cái lỗi nó như nào. Cho nên ông cứ ông nhìn như này, thấy bình thường trả lại bảo hành, đó là cái vô lý. Đây là một cái vấn đề bảo hành ở Việt Nam mình nói nó rất vô lý, rằng cái đơn vị phân phối không có cái, tức là không có cái cách để biết nó đang bị lỗi. Có những thiết bị bạn là ông không biết nó đang bị lỗi sao thì ông không biết. Thì lúc này bây giờ mình hỏi bạn nha, những thiết bị điện tử nó bị lỗi thì làm sao biết được? Chỉ nhìn vô mắt thường mà bạn biết những thiết bị điện tử nó sẽ có được những, tức là thiết bị điện tử nó sẽ có được những cái chế tạo bên trong. Vậy chẳng lẽ bây giờ nhìn như vậy là biết nó có lỗi hay không lỗi? Thì lúc này bây giờ nó đưa ra chúng ta một trường hợp là phải có cái bài test. Và test trực tiếp dựa trên cái yêu cầu của khách hàng họ muốn mua hàng. Và thực tế cái bộ điện tuyến chính xác là bộ điện tuyến CCR216 bạn. Test trong vòng một tuần bạn không có kết quả, nhưng sang tuần 2 là toàn bộ các cổng Ethernet bạn ghi cái bit Ethernet sẽ tự động khởi động lại. Lặp lại theo chu kỳ. Cho nên lúc này bây giờ mình nói bạn này, ở Việt Nam mình cái ông phân phối bạn rất là hay, nhưng mà ông không có biết cái vấn đề về bảo hành. Tức là làm sao xác định được đó là cái lỗi, và cái lỗi đó do ai, và cái lỗi đó có thực sự là bảo hành hay không. Vậy nếu ông nhà phân phối ông không biết, ông không xác định được lỗi đó thì suy ra thiết bị bình thường. Vậy thì lúc này bây giờ bạn dựa trên cái thông tin của khách hàng bạn thì cái phòng kỹ thuật của MVN nó mới tá quả rằng cái thiết bị đó lỗi nặng. Đặc biệt là khi mà kiểm tra sâu vào trong bao mạch bên trong bạn thì thấy cái thiết bị này đang bị lỗi rất là nặng. Vậy thì cuối cùng bây giờ làm như nào thì cuối cùng vẫn yêu cầu bên phân phối họ thực hiện việc họ bảo hành cho khách hàng thôi. Đó, chúng ta lưu ý. Rồi, và thì bây giờ bạn, đây là trong cái chủ đề hôm nay bạn, là mình sẽ đi cập chúng ta liên quan tới việc là chúng ta sẽ thực hiện việc là chúng ta sẽ thiết lập
và chúng ta sẽ đi cấu hình cái việc là chúng ta sẽ sử dụng mạng viễn thông. Vậy cái chủ đề hôm nay bạn là mình sẽ đi gặp chúng ta liên quan tới việc là chúng ta sẽ kết nối cái mạng di động 3G 4G về hạ tầng của Mytic. Rồi cái chủ đề hôm nay bạn là mình sẽ đi gặp chúng ta liên quan tới việc là chúng ta sẽ kết nối mình gọi là kết nối mạng 3G này bạn, 4G LTE đó, về mạng trung tâm đó, như vậy xong, về mạng trung tâm xong. Vậy thì cái cơ sở hiện tại bây giờ để khi mà chúng ta thiết lập cái hạ tầng này bạn, thứ nhất là chúng ta phải nắm bắt được cho mình là hai vấn đề là cần phải giải quyết được. Thứ nhất là xác định cho mình là cái vị trí khi mà chúng ta đặt điểm. Ví dụ cái bộ thiết bị này bạn, nó có hai sim, nhưng mà trên này bạn nó có sẵn là các sẵn một số cái cổng để cho phép các bạn mở rộng anten. Vậy nếu mà chúng ta lắp ngoài trời thì không sao, lắp ngoài trời thì cần phải xoay hướng để xác định được vị trí chất lượng hiệu. Trong đó lắp trong xe, đây là bộ định tuyến, bạn lưu ý, đây là bộ định tuyến có, nó có bạn, ở đây là bộ định tuyến này là nó có cái khả năng kháng nước khá tốt. Vậy không ông nậu nào bạn, đây là cổng người ta lắp vào đây đúng không, thì không có cái ông nào mà ông đi lắp này bạn, ông lắp ngứa rồi. Vậy bộ định tuyến này cho phép bạn lắp lên xe, lắp xe đúng không, và để xuống đó. Vậy thì nếu mà trong điều kiện khi mà chúng ta lắp hai cái sim vào trong bộ tuyến này và chúng ta đo tín hiệu, nếu mà cái tín hiệu viễn thông nó phụ sóng tốt so với bộ định tuyến này, tức là tốt so với những kỳ vọng mà chúng ta đang lắp đặt, vậy cái vị trí mà chúng ta đặt trong xe đây là vị trí tốt và chúng ta không cần thiết phải bổ sung cái anten rời. Anten rời 1, 2, 3. Trong trường hợp nếu bây giờ bạn mà chúng ta muốn, nếu mà chúng ta lắp ở trong vị trí ví dụ nhà kho này, nơi vị trí tín hiệu rất thấp, thì bắt buộc điều rằng chúng ta phải cần phải bổ sung. Đây các bạn phải bổ sung mình, chúng ta sẽ phải bổ sung mình các anten rồi. Ví dụ bây giờ ở đây chúng ta sẽ có là anten là LTE anten 1 này, LTE anten 2 này, GPS. Đó các bạn lưu ý nha. Đấy là trường. Vậy đầu tiên đối với trong một hệ thống này bạn, là mình sẽ đề cập chúng ta liên quan tới việc là chúng ta sẽ lắp đặt cái hệ thống này trên khu vực không có sóng. Đó bạn, phần A bạn là khu vực không có sóng. Đây, khu vực không có tín hiệu bạn, không có tín hiệu. Tín hiệu sóng di động bạn, sóng di động. Đó, như vậy bạn. Thực tế thì một số bạn nói là cái khu vực không có sóng di động thì làm sao cái bộ nó bắt hay bạn. Bạn coi cái độ lợi anten của này cực kỳ mạnh bạn. Tại vì một số bạn nói thì khu vực không có sóng di động thì làm sao nó có sóng. Tức là khu vực đó nó vẫn có sóng nhưng mà điện thoại nó không bắt được tín hiệu đó bạn. Chứ không phải là khu vực không có sóng. Và thì lúc này bây giờ nó dựa trên cái cơ sở rằng khu vực này không có sóng động, tức là điện thoại không thể bắt được tín hiệu sóng động, chứ không phải là khu vực này không có sóng di động. Tức là khu vực mà ở tại những khu vực mà điện thoại không có sóng, nhưng mà khu vực này vẫn có sóng nhưng ở mức tín hiệu yếu, chứ không phải là khu vực không có sóng. Ví dụ cái đất nước X bạn, cái đất nước đó là đất nước X đi không có trang bị mạng viễn thông thì làm sao bắt được, thì đúng rồi, cái đó là không có sóng. Còn đây mà khu vực không có tín hiệu sóng động, tức là khu vực có tín hiệu nhưng sóng rất yếu, và lúc này điện thoại chúng ta sẽ kết nối không được. Đó, các bạn lưu ý kỹ nha. Vậy em nói là đây là em có cái sim. Bây giờ em lắp trong một cái mô hình là nhà máy thiếu điện. Bạn nhìn cái hình này, bạn nhìn hình này. Bạn sẽ thấy là đây là một cái mô hình lắp đơn giản của một kỹ thuật họ lắp. Đây chỉ là lắp demo mà lưu ý, lắp demo hệ thống giám sát cho nhà máy thiếu điện. Còn khi mà chúng ta đi sâu vào trong cái nhà điều hành, bạn sẽ thấy cái việc lắp đặt còn phức tạp nữa. Đây là trụ bạn, hình như đang ở đây là trụ. Trụ này được xây dựng, nói chung đây là trụ được xây dựng demo đối với khoảng cách là tầm khoảng 10 tới 15 mét trở lại. Đối với trong trường hợp mà mình xây dựng đối với những trụ cao là chúng ta sẽ sử dụng trụ nâng đỡ dạng 3 chân. Bạn nhìn hình này nè, bạn thấy đây là trụ nâng đỡ 3 chân, và lúc này trên đó sẽ có ít nhất 2 bộ. Vậy cái mô hình này là mình sẽ thiết kế dành cho đối với khu vực là khu vực đồi núi bạn. Đây là khu vực đồi núi. Khu vực mình sẽ triển khai là khu vực đồi núi và hải đảo. Đó, hải đảo. Đó, chúng ta lưu ý. Vậy thì đối với khu vực này bạn, nếu mà mình muốn xây dựng một mạng dự phòng thì lúc này bây giờ mình sẽ có hai bộ ứng với đó sẽ hai sim. Và sau đó từ những bộ đó mình sẽ kết nối xuống dưới sẽ là một bộ định tuyến. Ví dụ ở đây bạn, mình sẽ kết nối các thiết bị này về một bộ định tuyến, ví dụ như là bộ định tuyến RB509. Đây là bạn lưu ý nè. Đây. Vậy thì ở đây bạn, nếu mà chúng ta có hai bộ sóng thì bây giờ chúng ta muốn xây dựng dự phòng thì chúng ta sẽ kết nối với một bộ định tuyến, và giả sử trong trường hợp này mình sử dụng bộ định tuyến ví dụ RB509, mình sẽ kết nối vào. Vậy thì lúc này bây giờ dễ lắm. Đây bạn, chỉ bạn này. Đầu tiên
chúng ta sẽ lưu ý sim mà chúng ta sử dụng trong hợp này là micro sim. Sim tại bây giờ mình đây là một sim lớn thông thường. Mà các bạn tắt ra. Đầu tiên, các bạn sẽ xoay cho mình vị trí nè. Tạm thời mình xoay ra vị trí bạn. Đây. Ở dưới mặt đáy chúng ta sẽ thấy sẽ có một cái thanh mà bạn gỡ ra. Rồi xong. Sau khi chúng ta gỡ xong á, thì lúc này bây giờ bạn sẽ nhìn đây, đây. Đây là thanh sim tại hiện tại chúng ta đang có. Đây để mình xem nha. Đây là sim tại mình đang có. Thì đầu tiên bạn bạn sẽ sử dụng cho mình ở đây là một cái khi có thêm một cái thanh gọi là một cái thanh thép nhỏ hoặc khi sim. Đây mình sẽ tháo sim cũ, đây là sim cũ nó có sẵn bạn, đây mình tháo ra bạn xem này. Đó tháo ra nè, đó thấy chưa, đây là chiếc sim cũ này, lũ này, đây là chiếc sim cũ và đây chính xác là micro sim đây lũ nha. Sau đó mình sẽ lắp cái mặt cái thiết bị này mình, ví dụ đây, đây chính xác là cái sim hiện tại mình đang sử dụng nhà mạng local. Đây lắp vào chị bạn nè, đó chúng ta sẽ lắp vào và lưu ý cái thứ tự khi bạn lắp vào nha, và lưu ý nha, đây nhìn vào trong mặt dưới của thiết bị sẽ có cái thứ tự lắp sim, mình xem nha, lắp đúng vị trí nha, chúng ta sẽ lắp vào rồi cái sim mình đây nó bị rớt ra, các bạn sẽ cố gắng mà định vị cho mình kính vào cho mình xem nha. Rồi sau đó là chúng ta sẽ gắn trở lại bạn, gắn nó vào đây, gắn vào gắn vào, có thể sim này của mình nó hơi khó xíu, các bạn gắn vào mình xem nha. Đó bạn thấy chưa, sim ghép này của mình nó ghép vào cái khi nó hơi bị hỏng xíu. Rồi sau chúng ta gắn vào, đây các bạn sẽ gắn vào cho mình. Rồi sau đó chúng ta sẽ dùng cho mình một cái khi này bạn, bạn đẩy vào, bạn đẩy vào nó sẽ có một cái lẫy. Rồi xong. Sau đó chúng ta sẽ sử dụng cho mình một cặp mạng, một sợi dây mạng bạn. Sau đó thì bạn sử dụng cho mình một sợi dây mạng. Đây. Đây là sợi dây mạng hiện tại mình đang có. Và đi kèm với thiết bị này của mình bạn, nó sẽ có một gọi là cái đầu phun. Thực tế đây là một đầu chuyển đổi từ nguồn DC sang nguồn PoE bạn. Để đây mình chỉ cho. Đầu tiên bạn là các bạn sẽ cố gắng bạn rèn luôn cho mình sợi dây từ đây vào, luôn vào. Đó bạn luôn vào, bạn xem là luôn vào đó. Đây là thiết bị này của mình vậy, bạn lưu ý nha. Đây là thiết bị của mình hiện tại đang sử dụng và sử dụng nguồn PoE. Đó bạn lưu ý nha. Đó xong. Sau đó chúng ta sẽ tiến hành, chúng ta sẽ đóng cái này, đóng nắp lại, đóng lại. Đó xong. Rồi xong. Sau đó bây giờ làm sao cấp nguồn PoE. Thiết bị này sẽ hoạt động dựa trên nguồn PoE. Vậy thì bây giờ làm sao? Một là chúng ta sẽ sử dụng mình một chiếc PoE. Hai là chúng ta sử dụng một độ chia. Đây. Đây là bộ chia PoE, tức sao? Nó sẽ chuyển đổi chúng ta từ tín hiệu gì? Từ tín hiệu nguồn DC. Đây, cái cổng đây là cổng chung, gắn vào đây. Đây là cổng bạn sẽ gắn cho mình vào nguồn DC. Đây sẽ gắn vào switch thông thường. Đây. Vậy thì bây giờ bạn ở đây, mình sẽ chuẩn bị cho bạn một cái nguồn. Ví dụ, đây ví dụ mình sử dụng nguồn này nha. Đây, ví dụ sử dụng nguồn này đi. Đây, em có một nguồn đây là nguồn DC của Mythic. Đây mình xem nha, mình cho bạn xem này. Đây, mình cho bạn xem nha. Đây là nguồn DC của Mythic đây. Đây. Đây là chúng nguồn DC hiện tại mình đang có. Đây. Đây là chiếc nguồn DC của Mythic. Và bây giờ mình sẽ gắn vào đây, mình gắn đây. Rồi xong. Đó xong. Sau bằng gắn cho mình vào nguồn. Ở đây mình sẽ gắn vào hạ tầng nguồn tại cái khu vực này mình. Rồi xong. Bằng tay anh sẽ lên đèn. Đó, đèn xanh, cái đèn này. Đèn xanh. Để mình xoay này cho chúng ta dễ nhìn. Chúng ta sẽ dễ nhìn hơn xíu. Đó, chúng ta nhìn. Đó, xong chúng ta sẽ thấy đèn. Các bạn thấy đèn chưa? Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ thực hiện việc chúng ta sẽ đi cấu hình sơ đẳng thôi. Chúng ta sẽ xem xét khi nào biết là sim nó đã nhận chưa, mức tín hiệu như nào. Đầu tiên, đối với hiện trạng này bây giờ bạn là gắn trực tiếp thiết bị này vào máy tính luôn, cấu hình thẳng của bạn. Đây, đây, gắn đây. Việc cấu hình của các thiết bị này là chúng ta vẫn sử dụng như mình công cụ Winbox. Đây, mình gắn vào bạn, mình gắn vào, giả sử mình gắn vào bên này nha. Đây, sẽ gắn vào bên đây đi. Rồi, chuẩn bị cho mình sẵn một chiếc máy tính có sẵn pin đầy đủ để sau đó chúng ta đi chúng ta cấu hình cho dễ. Đó, chúng ta lưu ý. Và thì sau khi bạn là mình đã gắn thiết bị này vào máy tính ta thì cái bước theo bạn là chúng ta sẽ đi, chúng ta sẽ thực hiện một số công việc cơ bản, mình gọi là một số công việc cơ bản, tức sao là chúng ta sẽ đi, chúng ta sẽ thiết lập xem là hiện tại giờ cái mạng LAN chúng ta muốn có là cái gì, đo tốc độ internet như nào, kiểm tra sóng sánh. Rồi đầu tiên bạn là bạn sẽ mở cho mình công cụ Winbox lên, chọn cho mình đúng có cái mạng hiện tại mình đang có. Đây bạn xem này,
Mã mình tại nó có là rblhggr. Thông tin truy cập mặc định sẽ là admin bắt đầu trong phòng. Rồi xong, xong mình truy cập vào. Bởi vì đây là bộ định tuyến đã được khôi phục và trạng thái xuất xưởng chẳng chưa có hết á. Không có hết bạn. Thì lúc này bây giờ làm sao để biết được hiện tại bây giờ là bộ định tuyến của chúng ta nó kết nối thành công hay không? Thì đầu tiên là bạn vào cho mình cái cạc LT. Vào cho mình menu là menu interface, chúng ta sẽ thấy hai cạc. Bởi vì cái bộ định tuyến này mình hiện tại thực tế nó có hai cạc thôi. Một cạc di động, một cạc là Ethernet. Vậy hai cạc, cạc bằng cạc mà chúng ta gắn SIM mình chính xác là LG, còn cạc Ethernet chính xác là Ethernet 1. Và nhấn vào cho mình dòng LTE 1, bạn nhìn này, có chữ R, tức là SIM này chúng ta đã được kết nối về nhà mạng và nhà mạng đã cấp cho chúng ta một IP và đã được ra Internet. Vậy bây giờ làm sao biết sống sánh? Đây, trong hôm trước là mình có đề cập cho chúng ta rất kỹ về trường hợp này. Đây bạn lưu ý này, hôm trước là mình có đề cập cho chúng ta cực kỳ kỹ đối với trường hợp là chúng ta sẽ đi, chúng ta sẽ triển khai, mình gọi là triển khai, là ở đây mình gọi là mình đi, mình sẽ triển khai cái việc mà chúng ta sẽ xác định cái chỉ số sóng. Thì ở đây nó có mấy giá trị bằng lời, mấy giá trị bắt buộc bạn phải nhớ. Đầu tiên RSSI, đây lưu ý phần này mình đề nghị bạn về theo dõi lại RSSI. Sau dưới đó nó có thêm một giá trị bằng là RSRB. RSRB. Sau khi giá trị RSRB xong, chúng ta sẽ có RSSRW. RSRW. Rồi. Như đủ bạn không cần. Giá trị mà SINR mình không cần, chứ mà SNA mình chưa cần lắm. Vậy thì lúc này đây là mức tín hiệu, chất lượng tín hiệu. Và cái âm nội là gì bạn? Đây một số bạn hôm trước mình nghĩ nếu mà chúng ta là kỹ thuật chúng ta sẽ tìm hiểu dễ. Vậy thì nếu mà khi mà chúng ta xoay anten này một góc đi, thì cái giá trị tín hiệu, tức là cái mức tín hiệu sẽ thay đổi. Bạn đối với RSI hiện tại là âm 55 và âm 87 dBm. Âm 55, đây là tín hiệu mạnh đó bạn. Đây là tín hiệu mạnh này bạn, chúng ta đâu nha. Âm như bạn, âm như âm 87 dBm, đây là tín hiệu rất mạnh, tức là trạm mình đang gần đây bạn. Giá trị này nhiêu? Âm 9.0 dBm. Đây là hai giá trị thể hiện được cái mức tín hiệu của sóng hiện tại bây giờ. Vậy trong trường hợp nếu mà chúng ta xoay đi một vị trí khác, ở đây mình xem nè, mình sẽ sử dụng ra một cái vít đi. Nếu mà trong trường hợp bạn xoay đi một vị trí khác đây, thì lúc này cái giá trị tín hiệu chắc chắn nó sẽ bị thay đổi. Âm 55, âm 87 sẽ bị thay đổi, mọi người, hoặc cái giá trị này có thể bị thay đổi. Đó, cho nên trong trường hợp này khi mà chúng ta lắp đặt hệ đới cho mình cái mic tín hiệu đó, nếu như mà chúng ta xoay, phương pháp xoay thì sao? Xoay dựa trên vị trí của mình là xoay, là mỗi lần xoay chúng ta xoay không quá 5 độ. Tức là sao? Tức là nếu mà chúng ta có một cái vòng, đây, chúng ta có một vòng xoay, giả sử chúng ta sẽ có hướng đây là Bắc, Nam, Đông, Tây. Thì cái việc bây giờ chúng ta sẽ lắp đặt đây, đây là cái bộ phát sóng ta, đúng không? Đó, như vậy. Thì mỗi lần xoay chúng ta xoay không quá 5 độ, tức là cái vùng error, rotation bạn, thuộc là từ 0 cho tới 5 độ. 0 độ cho tới 5 độ. Và lúc này khi mà chúng ta xoay bạn, thì lúc này sinh ra chúng ta cái giá trị là RSI, tức là lấy giá trị RSI trung bình trong mỗi lần xoay ở vị trí để chúng ta xác định được đâu sẽ là vùng có tín hiệu tốt nhất, mạnh nhất. Vậy thì lúc này khi bạn xoay, tức là mình hỏi là đây là vòng này, vòng biên của chúng ta, tức cái R này chúng ta, nó sẽ nằm, tức là nó sẽ thuộc trong một cái phạm vi là từ 0 cho tới 360 độ, đúng chưa? Đây là mỗi lần xoay, tức là RF. Vậy thì nếu mà chúng ta có 360 độ thì chúng ta xoay mấy lần? Đúng bạn, nếu mà chúng ta có 360 độ thì xoay mấy lần? Tại sao một số bạn nói tại sao anh xoay 5 độ, sao em hỏi anh xoay 10 độ được không? Được. Nhưng mà chỉ bạn chiêu này, khi mà bạn lên á, bạn lên trên cao á, bạn lên khu vực mà không có tín hiệu á, bạn xoay càng chậm thì càng chính xác. Bạn xoay ầm ào ào xoay vừa gọi giống như xoay trong trống đời nó có. Thì lúc này bạn xoay từ từ, mỗi lần xoay chờ 3 đến 5 giây để cập nhật như thế đây. Vậy nếu xoay nào mức nào tốt nhất, lấy giá trị cuối cùng, lấy cho mình hai phân đoạn này, lấy giá trị, mình ghi là lấy giá trị gì đây, lấy cái giá trị lớn nhất, sau đó tiến hành là cố định, mình gọi là cố định máy thu, đây gọi máy thu, sau đó tiến hành cố định vị trí đó, xong hết.
Vậy thì bây giờ với trường hợp này bây giờ nha, bạn vào menu IP nè, bạn vào menu address, bạn xác nhận IP. Đây đây chính xác là địa chỉ IP từ nhà mạng cấp xuống. Vậy thì bây giờ nó cấp xuống xong rồi, bây giờ là chúng ta sẽ làm cái nhiệm vụ gì nữa? Công việc tiếp theo bây giờ chúng ta rằng chúng ta sẽ thứ hai là chúng ta tạo một mạng LAN. Ví dụ em nói là bây giờ em muốn tạo một mạng LAN để nó kết nối các thiết bị bên dưới vào thiết bị này thì sao? Đầu tiên anh này nè, nhớ cho mình. Anh này mình đang có như đây đúng không? Như đây. Vậy bây giờ em muốn kết nối xuống ở dưới, ví dụ em có hệ thống camera, switch rồi nhiều thiết bị lắm sao? Thì em phải chuẩn bị cho mình một cái switch. Switch ra tiêu sử dụng nhiều switch lắm, có thể switch thường được hoặc là switch có dây hoặc switch không dây vô không sao cả. Cũng được. Vậy trong cái bài toán hôm nay bạn là mình chỉ cần là mình kết nối xuống máy tính ta thôi. Nếu trong hợp em muốn kết nối nhiều thiết bị sao? Như bị ví dụ đây đây. Ví dụ giờ chị bạn đây. Vậy bây giờ em sẽ chuyển thiết bị này trở thành một con switch. Đầu tiên là em cũng chuẩn bị cho mình nguồn, đầu tiên. Chị bạn luôn này. Đầu tiên đúng không là em chuẩn bị cho mình một nguồn điện, kết nối thiết bị này vào cho mình. Rồi, sau đó em sẽ truy cập vào thiết bị này. Bạn đợi xíu nha, để mình xem. Chúng ta sẽ truy cập vào thiết bị này, chúng ta sẽ chuyển nó về chế độ switch. Sau đó chúng ta sẽ gắn cái bộ thu sóng này vào con này, trở thành thiết bị này sẽ cấp IP cho toàn bộ cái thiết bị kết nối lại. Bởi vì thiết bị này hiện tại chúng ta nó sẽ chỉ có một sợi dây mạng thôi, thì chúng ta sẽ kết nối đúng vào một thiết bị. Vậy giả sử trong trường hợp mà ở trên nhà máy thì chúng ta có nhiều thiết bị, nhiều camera sao, thì lúc này chúng ta sẽ cần phải có bộ mở rộng cổng hay gọi là switch. Đó như vậy xong. Rồi, bây giờ bạn đợi đi, đợi cho thiết bị này nó sẽ tiến hành, nó sẽ khởi động, sau đó chúng ta sẽ đặt nó thành switch. Đó như vậy. Đây là một trong những cách để giúp chúng ta dễ dàng việc chúng ta sẽ hình dung. Việc kết nối thực tế nó không khó bạn, nó không khó. Mà quan trọng nhất vẫn là cái người vận hành. Trong thực tế bạn, khi mà đi làm việc đặc biệt bạn, ở đây mình kể cho ông ta cái vui bạn, là có những ông gọi là những ông nhà phân phối, những ông đại lý, gọi là đại lý ủy quyền, đại lý độc quyền. Mình nói bạn, đại lý ủy quyền hay đại lý độc quyền gì có không vậy à? Trong thực tế vào hôm trước vui đó bạn, có làm việc với một công ty liên quan tới về tường lửa bạn, mà nói là đây là công ty liên quan tới công ty, cái ông Microsoft bạn, về tường lửa. Hiện tại bây giờ bạn, khi mà khách hàng gửi một yêu cầu lên là 3 tháng sau chưa chắc phản hồi. Cái lúc tới lúc mà gia hạn giấy phép bạn là ngọt lắm bạn, gia hạn giấy phép là gia hạn cái tường lửa, hình như mình nhớ là gần tỷ bạc, gia hạn giấy phép tầm đâu đó 300-400 triệu, hình như là 600 mấy 700 triệu trong bất đồng. Thì lúc đó gia hạn sao bạn ngọt lắm bạn. Cái lúc bây giờ mình yêu cầu một cái việc mở cổng thôi là bắt đầu im ngay. Mà cái yêu cầu mở cổng để giám sát hạ tầng MITIC mà gửi từ tháng 2 2023 tới giờ không xong. Vậy thì lúc này bây giờ mình mới nói ra một điều rằng nha, cái đơn vị đó không biết thì họ làm như nào, nhưng mà đối với đơn vị giữa các nhà phân phối nhau, giữa những cái yêu cầu nhà phân phối nhau chưa xử lý được thì không biết khách hàng là tới khi nào xử lý xong. Đó bạn thấy chưa? Rồi, vậy thì bây giờ bạn cũng truy cập cho mình vào, chọn mình vào một quick set, chuyển cho mình Rix, chọn mình automatic, chọn mình là apply xong. Và thì lúc này bây giờ tự động hệ thống sẽ tự động nó tạo ra chúng ta một nhóm, nó đưa hết cộng vào trong nhóm đó bằng cách chứng minh hãy truy cập vào cho mình menu Rix. Đây, tất cả cộng sẽ được đưa vào trong nhóm Rix xong, đơn giản vậy thì nó trở thành Rix xong rồi. Bây giờ đúng không, bây giờ chỉ bạn đây, bây giờ kết nối cho mình cái bộ này nè, bộ này vào cũng Rix luôn. Đó, xem nha, Jason cứ nói vào nha. Bây giờ cứ nói vào cổng nhiều. Cổng số 1 đi. Rồi xong. Sau đó thì bạn cũng mở cho mình vào đây. Truy cập cho mình vào cái bộ LHG này. Bạn cách chọn mình vào LHG bằng coi nha, bạn xem nha. Đây, chọn mình vào LHG. Đây. Sau đó chúng ta sẽ đặt địa chỉ IP. Chúng ta sẽ đặt địa chỉ IP cho các mạng đó. Ví dụ bạn vào menu IP nè, address đặt. Ví dụ mình đặt địa chỉ ví dụ như là 192.168.77.1.24. Đặt cho mình xem nha, 168 à. Rồi xong. Sau đó chúng ta vào menu IP nè, DNS nè, chúng ta sẽ đặt, ví dụ ở đây mình đặt cho mình mấy chủ phân giải tên miền của Google đi. Rồi, xong đó chúng ta vào cho mình menu IP nè, DHCP server nè, sau đó chúng ta sẽ thực hiện việc là chúng ta sẽ đi, chúng ta chạy dịch vụ cấp phát IP tự động trên cổng này. Đó. Đây mình sửa bạn, mình sửa đi. Rồi xong. Lưu ý đối với những bộ định tuyến hoặc là những bộ trung mạch, bạn phải vào menu cho mình, menu system này, user này, chúng ta sẽ đổi cho mình mật khẩu nha. Lưu ý cho mình. Đổi mật khẩu đi. Vào cho mình tiếp tục là menu IP này, service key, chúng ta sẽ tắt cho mình cái dấu, chỉ để lại cho mình một mình box thôi.
Đó, các bạn lưu ý kỹ nha. Rồi xong. Vậy thì xong, bây giờ mình sẽ rút ra, rút máy tính ra. Sau rồi mình gắn lại. Và lúc này bạn thấy nè, cái đĩa che bi mà từ thiết bị mình sẽ cấp xuống chính xác là dải 192.168.77.x. Tại mình xem nè, đây. Rồi, đang định danh, đang xác định. Và lúc này bây giờ bạn sẽ thấy là từ trên thiết bị sẽ đổ xuống chúng ta IP. Đây, đây chính xác IP hiện tại mình có. Và bây giờ mình sẽ thử chúng ta disable các mạng đi. Đây, đây là địa chỉ hiện tại mình đang có. Đây, còn thiếu một bước nữa là đi NAS và menu IP này, firewall và chọn mình thẻ NAS. NAS qua giao diện như mình là giao diện LCE, nhớ mà LCE nha. Đây, chọn sụt NAS, action là mask ready. Rồi xong. Như vậy là hiện tại giờ mình đã ra mạng xong. Bây giờ một số bạn nói đâu bây giờ anh thử anh đi anh đo thử cái tốc độ anh nhiêu. Đo tốc độ luôn thì giờ đo. Đây. Vào cho mình công cụ Speedtest. Rồi, chọn cho mình vào cái mục Go, let's go. Rồi xong. Hiện tại khu vực hiện tại mình đang đợi ở đây, hiện tại đây là khu vực thành phố Lai Châu và chúng ta sẽ xem được cái thông lượng hiện tại chúng ta đang có. Đây. Đây chính xác là thông lượng hiện tại mình đang có. Đó, bạn thấy chưa? Đây là thông lượng thực tế hiện tại mình đang có. Xong. Và từ đó bây giờ chúng ta sẽ kết nối được các thiết bị trong mạng, chúng ta có thể kết nối cả access point, các switch hoặc là các thiết bị camera hoặc là các thiết bị IoT vân vân, tức là chúng ta sẽ kết nối được hết tất cả các thiết bị vào trong hệ thống này chúng ta một cách đơn giản. Đó, bạn lưu ý nha. Xong, đây là phần đầu tiên để giúp chúng ta sẽ dễ dàng trong việc hình dung việc sau này chúng ta sẽ đi chúng ta kết nối. Sau này chúng ta sẽ sử dụng một số phương thức để chúng ta sẽ thực hiện việc chúng ta sẽ kết nối từ thiết bị từ xa về hạ tầng mạng trung tâm ta, chẳng hạn như là chúng ta sẽ sử dụng thông qua VPN này, đường hầm này, hoặc là một số cái giao thức khác để chúng ta định tuyến về đó xong.